bên đây sống khác mà bên kia khỉ nó sống khác nữa cơ. Cái khu bên đây nó sống như thế nào chú? Khu bên đây thì nói ra thì nó địa bàn của cũng như người ta mà sống địa bàn nào thì nó quen địa bàn đấy, bên kia sống bên kia mà chạy qua đây nó không, nó cắn chết. Ồ, cô đem theo đậu nữa đó hả? Để cho em miếng coi. Nó lấy không lấy. Có đậu rồi. Ơi đừng nắm tay anh. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì theo cái hành trình gông gũi hôm nay Bùi Hồ lại có mặt tại Tây Ninh. Ở khu đây là tại Tòa Thánh Tây Ninh. Và đây là thánh thất của Tòa Thánh Tây Ninh. Thì ở trong cái khuôn viên này á, thì rất là rộng lớn, diện tích rất là rộng lớn. Và hôm nay Bùi Hồ đến đây để quay về một cái cô, một cái cô đó rất là thân yêu với các loài động vật. Và đặc biệt ở đây là khu vườn của khỉ. Theo Bùi Hồ thì gọi cô đó là bạn của Tôn Ngộ Không. Tại vì hàng ngày, cái công việc hàng ngày của cô là vào khoảng 1 đến 2 giờ chiều, cô đó lại leo lên cái chiếc xe đạp của mình và đạp đi đến cái nơi thánh thất này để cho các loài khỉ ăn những cái quả chuối cũng như là những cái hạt đậu phộng với một cái số tiền là khoảng 2 đến 30 nghìn đồng. Nhưng đó là cái công việc yêu thích của cô. Thì hôm nay Bùi Hồ sẽ review quay về cái cảnh cô cho bầy khỉ ăn uống mà về cái cách mà yêu thiên nhiên, yêu động vật của cô nha. Đây là toàn cảnh về cái khu thánh thất nè. Ồ, rất là rộng lớn phải không cô bác quý chị? Thì cô bác quý chị khi mà Bùi Hồ đi quay đó, tại vì cầm cái máy quay và là phải cầm hai tay, tại vì nếu như mà cầm có một tay thì bầy khỉ nó sẽ giật luôn cái máy quay của Bùi Hồ đó, nên Bùi Hồ sẽ quay qua đó quay cho cô bác anh chị xem. Đó, cô đưa nó ăn cho con coi với. Cô ngồi đó, cô cho ngày nào cô cũng vô đây cho nó ăn hay sao? Hả cô? Ừ. Nhà cô ở đâu? Ở Hòa Thành đó. Dạ hả? Ở chủ quyền á, huyện Hòa Thành đó luôn. Ngày cô vô cho nó ăn mấy cử? Cử à? Có bữa đi sớm, có bữa đi trễ chút. Nè không? Nè. Nè. Cô cho nó ăn đã mấy năm nay rồi? Năm nay hả? Nó thấy còn cái nó ăn bỏ múa. Vậy á, hồi không cho cái hỏi lợi lộm ăn lợi. Dạ. Rồi hôm Tết á, đi vô lại thì thấy tội nghiệp. Cái đàn khỉ này nó có lâu chưa con? Lâu rồi. Chết mẹ cắn nhỏ. Không cho mấy nhỏ ăn, cắn nhỏ. Cô biết là có khoảng bao nhiêu con khỉ không? Ừ, nhiều lắm, hai bên có 100 con nhiều. Vậy hả? Mua 50 trái cà chua hắn. Đi qua từ đầu bển đi qua tới đầu đây là hết đó. Mấy bên đây không á, mấy bển không tính, không có qua tính. Ở bên đầu mấy kia nữa. Bên kia nữa hả? Ở ra nhiều khóm lắm. Ủa sao con khỉ đó, con nhìn thấy con khỉ đằng kia nó khác với mấy khỉ này vậy? Có ba con bự dữ lắm, chuyên mục nó giật đồ ta, chứ cắn ta nữa. Cắn luôn hả? Ừ. Mấy con bự á. Xe đó lên nó gạt họ gạt kiến, họ xuống gạt kiến xuống. Nó lên gỡ cái kiến xuống hả? Ừ. Lên nó ngồi lắc. Thay hồi xếp kiến xếp leo xuống, đem xe xuống à. Có khi nào giật đồ của cô không? Có không, lúc trước á, mấy con bự á, đồ ăn sách á, giật quả gì. Hồi nay không có sách nữa, bỏ vậy á. Sách tay lại giật à. Dạ. Mấy con bự á, mấy con nhỏ không sao, mấy con nhỏ không sao, có mấy con bự á. Cô có làm quen nó được không? Cô lại gần nó cho cô lại gần không? Cho chứ cho ăn. Ồ, cô đem theo đậu nữa đó hả? Nè, bà nhỏ thấy đậu nè con. Để cho em miếng. À, cái con này theo cô độ là khoảng mấy tháng tuổi cô biết không? Không. Vậy tới con rồi, cho em miếng đi. Ờ, cô này thương khỉ giống như là người thân trong gia đình vậy hả? lý thú quá là con nhỏ ăn không được hôm nào.
hết hồn, gãy nó leo, nó leo lên cái lưng. Tưởng đâu ai, con tưởng. Không phải kìa, dắt lên nó từ bỏ đằng tháng này á, ngoại mình nó nhảy nó cha nó ôm nó dò đầu tôi. Hết hồn. Nhỏ khóc thấy bà luôn. Yếu tim luôn cô bác anh chị. Đó. Khóc thấy bà luôn. Nãy con khỉ nó leo ngoài sau lưng. Cô đưa con học, con đưa đây con. Con đưa nó lấy không? Nó lấy không lấy. Cưng. Có đậu rồi gãy. Ê ê đừng nắm tay anh. Có đậu rồi gãy tay lấy hết hồn. Mày để cho em dính giật hoài. Hãy cho mấy nhỏ ăn cái trắng vậy. Cô này là bạn thân của khỉ lắm nè. Cho nhỏ ăn có hộp cắn vậy. Cô cho tụi nó ăn là năm nay là mới khoảng năm nay hả cô? Ít là có 20 ngàn chuối, 10 ngàn đậu phộng hả? À, ngày nào cũng vậy hả? Có bữa thì mua cải, có bữa cà chua. Cho ăn đổi món, có bữa cải, có bữa cà chua. Nó thích ăn nhất là gì cô? Đậu phộng với xoài. Xoài với đậu phộng. Cô cho nó ăn từ mấy giờ đến mấy giờ? Bữa nhà không biết là con hợp của bữa 1 giờ mấy đi, bữa 2 giờ hai mấy không chừng. Thì cho vô cho ăn hết ngày gì à. Vậy hả? Ăn hết nhiều đó gì à. Một ngày khoảng bao nhiêu nải chuối? Chuối 1 ký, 3 ký chuối 20. 3 ký chuối 20 ngàn. 10 ngàn đồng phòng. Khoảng bao nhiêu lâu thì cô sẽ đổi món cho tụi nó lần? 2 bữa, 3 bữa cái cho ăn thứ khác nữa. Vậy hả? Rồi lá rau muống nó cũng ăn nữa. Tụi ăn lá không, không quan trọng. Ok, cô tự làm cái công việc này hay là có ai có ai kêu cô làm gì không? Không, đâu ai kêu. Tại đi thấy tội nghiệp. Đây hả? Cô cho nó ăn trái chuối nữa, con coi con sợ nó cầm cái tay con. Dạ. Một con như thế này ăn khoảng mấy trái con? Nó ăn được 2 trái mà cho ăn cái chữ một con trái à. Vậy hả? Chứ cho ăn hai ba trái biết như cái đậu nhiều con lắm. Sao cô biết con nào là cô cho ăn rồi con nào cô chưa cho ăn? Thì có khi cũng lộn với con đi theo hoài vậy, có con cũng hai ba trái con một trái. Dạ. Ở con này nó đang có mang hay gì vậy? Cô biết đâu, biết được cái con. Ủa nó ăn kìa. Nè. Nè con. Thấy không? Thôi đó, con ta dành ăn cái hồi cắn lộn à. Nhà cô cách đây khoảng mấy cây số? Nhà ở huyện Hòa Thành sống chút à. Thì cô chạy lên đây cho nó ăn. Nào, cô lại với con lại đem mấy trái chuối lại cho nó lại cái rằng cái khu hàng rào đó cho nó ăn được không cô? Nè, lấy lẹ tôi đi à. Cô đem cho con đó nó ăn với. Cô đẩy đi xe đây đi, hai cô cháu mình đi. Nó xô ngã. Nó xô ngã hả? Ừ, nè. Ba ga yên gì xé ra hả? Nó ra nó xé ra hả? Nó cô cầm đi với. Trước đây nó có nhiều giống vậy không cô? Hả? Trước đây nó có nhiều khỉ giống vậy không? À, đây nè, đây có hai chú này nữa mà. Ê, đừng. Cái mấy cô bác anh chị nó ở ngoài này nó bay xuống nó chụp máy quay nó giật nó đi luôn á. Điện thoại còn giật thôi á. Nó giật nó đi luôn hả cô? Giật rồi vô leo cây ngồi trên. Rồi sao? Người ta chạy không được, người ta bỏ nha. Dạ. Ừ vậy đó. Hôm nhỏ cháu nó đi trước con 19 tháng 5 á. Có cái bếch, cái đằng thảo ngồi đầu bệnh á. Cái nó giấu cái bếch. Cái thảo để bên. Mà nó ra, cái bếch nó không lấy, không lấy điện thoại. Cái nhỏ kia chụp cái chợ mấy người quen dí theo. Nó hát luôn cái mấy chục con nhậu được cắn mấy chục mụn giấu luôn. Cắn người hả? Chín người 500 mà mỗi chín bốn mỗi 500.000 mỗi hả? Ừ. À. Tại nó không biết nó dí, nó la lên con khác nhậu ra cắn, phải nó không đừng có dí không đổi.
Nó cô lúc trước giờ cho ăn có bị nó cắn không? Không. Không hả? Nó quen với cô rồi hay sao? Biết đâu thì cũng quen, nó thấy đi vô cái là nó đi ra. Vậy là ngày nào đi khoảng buổi trưa khoảng 1-2 giờ đến đây là gặp cô hết. Con xin lỗi, con hỏi cô tên gì hay cô ha? Ở đây rất là nhiều người nhưng mà chỉ có mình cô làm cái công việc này hả? Có bà kia đó, có bà quen nó kia nó không phải vô chưa? Mấy người ngày người ta thấy vậy, ở nhà có gì người ta đem vô à? À cô là bạn, giống như là bạn của Tôn Ngô Không vậy ha. Ôi nó ăn. Ồ, nó lấy xong nó chạy lên, nó leo lên nó ngồi nó ăn chễm chệ trên đó. Con này chắc nó không bay xuống chụp nữa đâu. Nó dở nó thấy chụp vậy. Cầm cái máy là phải cầm hai tay mới được. Để thôi giật không lại nó. Dạ. Ăn chưa? Chưa hoài. Ồ, đã quá. Mấy bên đó cũng có nữa vậy. Nhiều lắm. Ở đây là gọi là Tòa Thánh Tây Ninh hả cô? Ừ, Tòa Thánh Tây Ninh. Rồi con chào cô, chúc cô sức khỏe nha. Bây giờ cô đi về hay sao? Có đi qua đầu bên kia, còn đầu bên kia. À, đầu bên kia hả? Ở đây có một số du khách đang tham quan và chụp hình chung với bầy khỉ. Lại đây tí xíu. Nó đang ăn nè. Cảm ơn anh. Nãy có cho một con nó ăn cái nó. Nè nè. Nè nè, ăn đi. Ơi nó sợ. Nè ăn đi, ăn đi, ăn đi cưng. Ừ. Khỉ nào nó cũng lên xe chứ nó đâu phải nó không lên xe đâu. Nó ngồi nó bầu bầu bạn với chú hả? À? Nó ngồi nó bầu bạn với chú hả? À. Con nào? Sao con đưa mỗi lần con đưa ra thì cái nó không có quen con lạ. Nó sợ con. Ờ nó lạ, con lạ. Con kia nó con dậy rồi con quỷ. Ê nó lại. Chú kêu nó lại không? Trời. Nè. Nó có giật đồ, thường giật đồ chú không? Đâu có giật đâu. Vậy hả? Nó đâu có giật gì đâu. Chú cho nó ăn là ở lâu chưa? Lâu rồi. Lâu lắm rồi. Con khỉ nào nó cũng lên xe đó. Vậy hả? Con khỉ nào. Dạ. Ok. Chú biết con biết làm sao mà khỉ đây mà nó vậy không? Sao chú? Ngày hôm kia đó chú với thằng kia kìa. Con khỉ nó bị con khỉ bự như vậy không? Nó bị dướng sợi dây nhợ. Rồi chú lúc đầu thì mấy thằng trên đi cỡ gì là 4-5 lần. Chú Vũ đi vô đây gỡ cái sợi dây nhợ ra, con khỉ nó dướng sợi dây nhợ vô cần cổ nó. Mà nguyên một đám khỉ mà cỡ chừng mấy chục con. Mấy chục con rồi đó cầm đá cầm đồ chọi nó. Bên bạn đó. Nó đâu có cho mở đâu. Có chừng ấy cái chiều này chở vô nè là khỉ nó tản ra hết đó. Là con khỉ nó chết rồi. Chết luôn. Thấy vậy chứ nó binh dữ lắm đó nha con. Thấy vậy chứ không phải vậy đâu. Con thử vợ vậy chứ con bắt đừng con khỉ nhỏ con nó chạy ra nó cắn con cái đám. Dạ. Trời ơi. Nó biết mình bắt nó là nó không cho. Biết chứ không biết gì. Bên đây sống khác mà bên kia khỉ nó sống khác nữa cơ. Cái khu bên đây nó sống như thế nào chú? Khu bên đây á, nói ra thì nó địa bàn của cũng như người ta mà sống địa bàn nào thì nó quen địa bàn đấy, bên kia sống bên kia mà chạy qua đây nó không nó cắn chết. Cắn hả? Ờ, nó cắn chết. Dạ. Nó không chơi đâu. Nhưng mà mỗi bên nó có yêu thương lẫn nhau không? Không, nó khác. Bên đây nó yêu thương lắm hả? Bên kia khỉ dữ lắm. Bên kia khỉ dữ lắm á. Bên kia nó hung hơn bên đây hả chú hả? Ờ. Rồi con lên xe con. Rồi
chú mỗi ngày cho nó ăn mỗi ngày mà. Leo lên coi. Leo lên. Ồ. Con nhỏ, con lớn gì cũng lên đó. À. Leo lên mày. Leo lên. Leo lên. Ồ. Thôi nè nè con. Nè. Nè nó biết ra tiếng người nhỏ. Nó biết ra tiếng người. Nó tú đằng kia. Nó thấy tú đằng kia mà thấy chú ở đây là nó đi lại chú kêu nó leo lên rồi nó leo lên. Ngày nào chú cũng mua bịch đậu phộng gì cho nó ăn hay sao? Ngày nào. Dạ, chú cho nó ăn lâu chưa? Lâu rồi. Khoảng nhiêu năm rồi chú? 6-7 tháng rồi, 7-5 tháng rồi. Dạ. Cũng gần năm rồi. Mà cho ăn nhiều chỗ lắm con ơi. Khu này, giờ khu kia, giờ khu cút chứ kia. Nhiều khu. Cả ngày chú làm gì? Cũng đâu làm gì đâu. Cũng như ngày mình xài, ví dụ mà 200. Mình dính lại xài bên này, coi nó nắm tay nó kéo. Con đây, con đây. Nè con. Nắm tay kéo rồi. Xài bớt lại. Có gì đâu, cũng như mình làm phước cho nó vậy thôi. Dạ. Yeah. Con lấy nắm tay, kéo xịn nằm. có khỉ nào mà vậy không? Nào. Chú tên gì hả chú? Hả? Chú tên gì? Chú tên Phụng. Chú Phụng hả? À. Chú năm nay bao nhiêu rồi? 69 tuổi rồi. Ồ. Nhiều có nhiều người cũng làm vậy lắm con. Chú cho à nó ăn thấy chú thấy vui không? Hả? Vui không? Chú thấy vui không? Vui. Con khỉ nào nó cũng vậy thôi. Chú khi mà cho nó ăn chú có để ý được mỗi con từng con ăn ngày không? Có để ý chứ. Chú biết con khỉ nào nó giữ, con khỉ nào nó không giữ nữa coi. Ngày hôm qua con khỉ giữ nó xô ra chú ngã bể đạn hết trơn. Con khỉ nó trước chồng ở đây là con khỉ gấp 3 là con khỉ. Chú cho nó ăn đã. Chú thấy nó ăn nhiều quá. Chú chạy xuống nó tức quá, nó xô cái xe ngã luôn. Rồi sao cho nó ăn mà xô xe chú ngã? Nó tức cái kiểu mà nó ăn nhiều quá. Cho nó ăn hoài đúng không? Con khỉ chúa đây nè, con khỉ bự lắm. À cái khu gần này diện tích nó lớn không chú? À chắc cũng lớn lắm con. Con này nó lớn. Sáng nó ra nó thấy chú nó mừng lắm. Dạ. Khỉ con, khỉ nhỏ, khỉ lớn gì bởi nó quen lần kia mà nó lên xe rồi. Dạ. Để ra. Hửi rồi, dục. Ờ, không ăn bánh. Bánh. Bánh nó đâu ăn. Con chào chú Phụng ha. Rồi, chúc chú Phụng sức khỏe luôn.